Ok, ở bài học thứ nhất của cái khóa học uh, Photoshop cấp tốc này thì các bạn đã được học về cái, uh, cái cách cách chúng ta chỉnh hình cho nó nhanh ở trên Photoshop rồi. Thì ở video thứ hai này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để các bạn có thể uh, xóa mụn là thay làm xử lý chi tiết da bị lỗi này và bóp tay, bóp chân các thứ đồ và đồng thời các bạn sẽ sử dụng Photoshop ha để chúng ta bắt đầu làm quen với layer bằng cách là chúng ta sẽ À, thiết kế một cái photobook ha ok chúng ta vào video thôi À, với cách retouch thì ở đây mình sẽ ở trong Photoshop mình có rất là nhiều cách để các bạn retouch à, có thể là retouch da này làm mịn da à, khử những cái bị uh kiểu ta bị hơi nhờn nhờn trên mặt kiểu bị da bóng nhờn rồi xóa rác xóa mụn uh, kéo dài chân rồi bóp da bóp mặt các thứ thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái nhé thứ nhất là chúng ta sẽ xóa mụn này uh, và thứ hai là một thứ mà phần mềm ở trên những cái app không có cái nào giúp bạn làm được đó là bóp mặt uh, bóp mặt tất nhiên là đây là bóp mặt, bóp chân, bóp tay, bóp tất cả mọi thứ mà các bạn muốn bóp thì nó bởi vì lý do tại sao mình nói là không có app nào làm là vì vì vậy đó ha chỉ có photoshop làm thôi rồi cái bức hình của các bạn ở đây khi các bạn đã mở bằng mở mở hình lên bằng photoshop nhé thì để chúng ta xóa đi cái mụn hoặc là những cái khiếm khuyết ở trên da thông thường thì các bạn sẽ có hình dung ngay là ừ, bật lên là chúng ta sẽ làm bị da liền nhưng mà thực tế à, đối với mình cho thấy thì ở cái ngưỡng tuổi chúng ta trẻ trẻ đó thì da rẻ là mịn không phải là vấn đề chúng ta không cần làm mịn da cái chúng ta cần xử lý ở trên da đó là mụn là khiếm khuyết ha đơn giản các bạn chỉ cần xử lý tất cả cái mụn tất cả cái khiếm khuyết đó và làn da của bạn nó sẽ đẹp thật thật <laughs> cái bước mà các bạn chỉnh cho cái màu da chúng ta nó hồng hào nó sáng lên thì uh, ở cái bài trước thì mình đã hướng dẫn anh em sử dụng Camera ở trong phần là HSL Adjustment thì mình có nói tới rồi đó ha để chúng ta chỉnh ra rồi thì bức hình này chính là bức hình kết quả đó ở đây thì chúng ta sẽ có các bạn soi ở trên da giúp mình chúng ta sẽ có một số cái mà chúng ta cần xử lý ha đầu tiên là phần trên da đó một số cái mụn này À, kiểu thế à, trên đá à, trên bắp tay này nó một vài cái khiếm khuyết này thì chúng ta có thể xử lý được ha à, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý này rất là dễ thôi à, và cái thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bóp uh, những cái chi tiết ví dụ các bạn muốn tạo eo này các bạn muốn bóp cho phần tay nó thua, nó mịn màng hơn kiểu như thế và khử bớt nặng cằm như mình chẳng hạn như vậy à, thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng ở trên Photoshop được ở đây thì chúng ta coi thử coi những cái bức hình khác để chúng ta có cần phải chỉnh cái gì không đấy, ví dụ như là cánh tay này đấy, hoặc là cái hình dạng khuôn mặt các bạn muốn làm cho nó, 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 nó như thế nào đấy thì các bạn có thể dùng co bóp được ha rồi như khuôn mặt bạn này thì mình cảm thấy rất là ok không có nặng nếu chị hết thì uh, ok rồi có thể là mình sẽ mở bức hình này mình sẽ đấy cái chuột phải và chọn là mở với photoshop ha à, đây mình chọn lại cái preset đó luôn màu hà lan này đó mình thấy màu này khá ổn để giảm nhẹ lại một chút ở đây sáng khuôn mặt lên một chút rồi ok xong chỉnh photoshop nhanh mà đúng không cũng đâu có gì đâu <laughs> thì tất nhiên là tùy cái bức hình thôi giữa bức hình của các bạn mà chúng ta chụp chúng ta cần xử lý nhiều hơn thì chúng ta sẽ hơi mất thời gian hơn rồi ở đây đầu tiên nha mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái đầu tiên là xử lý khiêm khuyết trên da bao gồm mụn nè sẹo hay là bất kỳ cái gì đó trên da thứ hai chúng ta sử dụng để co bóp ha. Rồi, đầu tiên để xử lý những cái mụn này thì công cụ mình sử dụng nhiều nhất đó là Spot Healing Brush và Patch Tool hai cái ha. Spot Healing Brush và Patch Tool. À đầu tiên là Spot Healing Brush đó mặc định thì nó có thể nó sẽ là như này, hoặc là các bạn có thể đó những cái bố cục bình thường nó sẽ là cái hình dạng giống như là một cái À, băng băng keo băng băng cá nhân vậy đó ha và nó có cái chữ là Spot Healing Brush các bạn sẽ click chuột phải vào đây thì các bạn sẽ thấy nó sổ ra ví dụ như là ở những cái chọn những cái khác đi đó thì các bạn cũng có thể click chuột phải để chọn công hai công cụ à, mình nghĩ là dễ dùng nhất cho hầu như tất cả mọi người đó là Spot Healing Brush và Patch Tool nhé đầu tiên là Spot Healing Brush khi các bạn click và chọn Spot Healing Brush thì con chuột của các bạn đó các bạn thấy hình tròn không nếu như các bạn bật là bật phím cáp lock bật lên á mở phím cáp lock lên á thì nó sẽ hiện ra là hiện tâm ha còn khi các bạn tắt cáp lock đi thì nó sẽ là hình tròn như thế này thì nếu như các bạn không thấy nó hình tròn thì nhớ là tắt cáp lock đi giúp mình nhé rồi ở đây các bạn có thể tăng giảm cái brush này cái brush này chính là cái để chúng ta bôi vào phần phần da ha chúng ta muốn bách lại thì cũng cần cho z như bình thường thôi giống như pen thôi <laughs> đúng thật là giống như pen thôi rồi ở đây cái việc chúng ta muốn cái size của cái brush này đó cái hình tròn này này nó lớn hơn để các bạn bôi được vị trí nhiều hơn ví dụ đang quá bé như thế này chẳng hạn vậy đó đang bé quá như thế này đó muốn bôi vào một cái mụn này cách sử dụng rất đơn giản thôi các bạn chỉ cần click giữ chuột trái và chúng ta click bôi lên khu vực bị mụn tự photoshop nó sẽ lo cho chúng ta tự động hết rồi thời đại tự động hóa AI các thứ đồ mà đó đúng không chúng ta chỉ việc chọn thôi nhưng mà ví dụ như là cái mụn các bạn nó lớn hơn kiểu như thế thì các bạn có thể tăng giảm cái size ở đây đó, ngay phía trên này có thể tăng cái size lên đó đơn giản thế thôi ha và chúng ta sẽ click cái màn hình của mình nó dơ đó chúng ta bôi vào đây thôi đó chúng ta có thể zoom vào này sử dụng cái ống zoom này ha cái mắt kính để chúng ta zoom vào, kéo, hoặc là click và kéo sang bên phải ha click và kéo sang phải Và chúng ta quay trở lại với Spot Healing Brush này Đó, thu nhỏ lại một chút, lớn quá, thu nhỏ lại chút Rồi đó, rồi, chúng ta bôi bôi nhẹ nhẹ vào đây một, Click click vài cái thôi Đó, thì đó là công cụ đầu tiên là Spot Healing Brush Dễ không, cực kỳ dễ luôn, mình nói sẻ Photoshop dễ lắm Đâu có gì đâu mà khó Đó, thì đó là Spot Healing Brush <laughs> Hoặc là các bạn có thể sử dụng là Pack Tool Ha, Pack Tool thì nó giống gần như giống tương tự. Các bạn có thể bấm phím Z nha, chữ Z đó, để chúng ta đó để chúng ta thu ra thu nhỏ cho nó dễ. Rồi. Path tool này thì cách sử dụng nó hơi khác một chút ha. Hồi nãy là nó hiện theo cái brush là chúng ta click vào click click. Còn với cái path tool này thì chúng ta sẽ chọn vùng. À chúng ta sẽ chọn vùng. À ví dụ như là các bạn cảm thấy à nguyên phần da tay này mình muốn nó mịn mịn đi. Nó hơi có một chút vết rạn như thế này thì mình có thể ở đây ví dụ như là mình sẽ click giữ chuột trái ha click giữ chuột trái và các bạn tạo ra một vùng chọn như thế này đó mình sẽ khử hết những cái này các bạn chỉ việc click giữ chuột trái tạo cái vùng ở cái chỗ mà bạn muốn xóa ví dụ là cái đường cái đường rạn này chẳng hạn như thế và chúng ta click giữ chuột trái vào giữa này chúng ta đưa qua vị trí mà nó mịn hơn á và các bạn thả tay ra tự Photoshop nó sẽ xử lý cho chúng ta nó sẽ lấy ở cái vùng mà bạn kéo sang để lắp vào khu vực mà bạn chọn vùng đó và nó tự xử lý, tự lo về ánh sáng các thứ đồ hết cho chúng ta rồi. Ví dụ như là khu vực tay này đi, đó, mình sẽ chọn khu vực này đưa qua đây, bên này mịn hơn này, đó. Ta cứ bôi thế thôi, cũng không có gì gọi là phức tạp cả. Mình nói đơn giản Photoshop nó dễ lắm, đó, chọn vùng, kéo qua khu vực mịn hơn. Thế thôi, không có gì nhiều đâu. Đó chọn vùng này, đó đưa qua vùng khu vực khác mịn hơn. À, tương tự ở trên này mình có thể làm nhiều nhiều hơn như thế. Thì cánh tay của chúng ta nó sẽ hết vết rạn luôn. Đó, đưa qua và hơi thầm thầm một chút. Đó, đưa vào như thế này. Đó, chỉ đơn giản là click chọn thôi. Ví dụ như là đây. Đó, đưa vào đây. Rồi, sao Bấm phím Z để chúng ta back ra. Đó, và các bạn sẽ thấy là... <laughs> rồi, chúng ta đã xong một rồi. Đúng không? Rất là đơn giản luôn. Ví dụ như là những cái khu vực khác, ví dụ như là khu vực mắt này đi. Mình cũng thể sử dụng Path tool Mình thì mình rất thích sử dụng Path tool Lý do là bởi vì nó dễ dùng các bạn và nó linh hoạt hơn so với lại cái Healing Brush luôn Nếu như các bạn sử dụng quen thì các bạn sẽ thấy nó linh hoạt hơn cái uh, Spot Healing Brush nhiều Đấy, kiểu như thế Rồi, ví dụ như là khu vực mắt này Đó Thì các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tất cả những cái khiếm khuyết mà các bạn phát hiện được Ở trên mặt uh, của người mẫu hoặc là trên da của uh, người mẫu uh, Nó hết đi Và lúc đó tự khắc cái hình của bạn sẽ có một cái làn da rất là xịn không cần phải làm gì nhiều. Cái công cụ này các bạn có thể sử dụng cái Spot Healing Brush ở cái mức độ rất là chi tiết. Ví dụ như các bạn zoom vào như thế này chẳng hạn vậy. Đó và các bạn sẽ ừ, cảm thấy nó hơi hơi nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta sẽ làm cái brush rất là nhỏ. Các bạn click chuột phải ở đây thì các bạn có thể giảm cái size được. Ví dụ như là mình để 4 này. Và đó cứ thế là click thôi. Thực ra các bạn để ý những cái người mà ta làm chuyên nghiệp retouch chuyên nghiệp á, người ta sử dụng công cụ khác là clone hoặc là spot thôi nó 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 chùm nó cũng y chang như nhau nhưng mà cái mình đang muốn nói là cái mức độ mà chi tiết và chuyên nghiệp nó không thể hiện ở chuyện các bạn sử dụng cái công cụ đó như thế nào mà là sự chi tiết ở trong cái công việc các bạn làm nó chi tiết tới đâu nó chia ly tới đâu thôi ví dụ như là ở ừ, cũng một công cụ spot Brush này cũng một công cụ uh, path tool này nhưng mà cái người mà người ta làm chuyên nghiệp á, làm nghề làm ghèo thế, người ta chỉnh trên những cái bức ảnh có độ chi tiết rất là cao, thì người ta sẽ phải zoom bé tí xíu như thế này này, đó và người ta cứ thế làm từng làm từng pixel một ở bài trước mình có nói đó, à, hình là được cấu tạo từ pixel và người ta cứ thế người ta làm từng tí từng tí từng tí một tấm hình người ta làm tất cả nửa tiếng chỉ để chỉnh ra cả vấy tiếng chỉnh ra mình cũng thấy nữa thì đó thì cái mức độ gọi là phức tạp ở đây á, đó là phức tạp về độ chi tiết thôi. chứ còn nếu như ở những cái ở những cái tác vụ đó là cơ bản như này, ví dụ chỉnh ra gọi là vừa vừa phải phải như thế này thì Photoshop nó dễ, ha? cơ bản là dễ, không có gì khó khăn cả. đó. rồi ở đây là chúng ta đã các bạn đã chỉnh uh, phần uh, chỉnh ra xong rồi ha. rồi mấy ví dụ mình qua bức hình này đi. ở đây thì chúng ta có thể sử dụng patoon hoặc là healing brush mình sẽ bôi bớt ở phần da này nếu các bạn muốn làm kỹ ở đây thì làm y chang y chang như là bên kia luôn À đúng rồi mình có sẽ có một cái thắc, cái cái cái, cái à, lưu ý nhỏ cho các bạn là với một số cái chi tiết ví dụ như là vết sẹo à, và vết à, đây ví dụ như là một ruồi chẳng hạn như vậy thì đôi khi đối với nhiều người Nó là một cái biểu tượng để nhận ra họ thành ra là nếu như các bạn làm cho khách hoặc là làm cho bạn gái làm cho crush thì nhớ để ý là họ có thực sự muốn xóa cái chi tiết đó hay không. À ha. ví dụ như là mụn bình thường thì chắc chắn là xóa rồi. Nhưng mà ví dụ mụn uh, một ruồi đi, nhưng mà ở khu vực trên mặt để nhận diện họ, ngay dưới mắt mụn một ruồi duyên chẳng hạn như thế thì có thể họ sẽ không muốn xóa đâu. Thành ra là ừ, cái nào xóa được hẳn xóa nhé. Rồi sau khi các bạn đã chỉnh ra xong rồi xóa mụn xong rồi nha thì các bạn sẽ muốn bóp uh, một chút ở phần cánh tay này ở phần eo này để cho nó gọn hơn chẳng hạn như đó phần bắp tay này cho nó gọn hơn thì ví dụ mặt nữa thì các bạn sẽ mở nguyên bức hình đó các bạn vào filter và chọn là liquify ha filter và chọn là liquify rồi ở đây khi các bạn click vào liquify rồi để chúng ta click đô ở đây để cho nó mở rộng ra đó ở hết cái vị trí màn hình của chúng ta thông thường nó sẽ nhỏ nhỏ như này hoặc là thừa ra quá thì mình có thể để nhỏ nhỏ này cha ha rồi rồi thông thường nó sẽ để như thế này đó cũng khá là dễ thôi cũng không có gì gọi là phức tạp đâu ở trong này chúng ta sẽ có một công cụ mà các bạn sẽ cần sử dụng nhiều đó là cái công cụ ở trên cùng này forward warp tool Ha. Và ở cái Forward tô Tool này thì nó sử dụng vô cùng đơn giản luôn Ví dụ như là các bạn muốn bóp tay cho nó gọn lại đúng không Thì các bạn sẽ để con chuột này và các bạn click kéo một chút Đó click kéo một chút Cứ click đưa click đưa ví dụ như thế này Đó các bạn sẽ để ý là cái click giữ phím chuột trái Và chúng ta giữ đó và chúng ta đẩy nhẹ ra Thì nó sẽ co bóp thay đổi cái hình dạng của chúng ta nhé Và các bạn có thể tăng giảm kích thước ở đây Sai à, tăng giảm nhẹ lại ví dụ như là ừ, à, tầm này chẳng hạn như vậy chúng ta kéo nhẹ xuống để cái phần bắp bắp tay của chúng ta nó gọn gọn lại à, ví dụ tay này đưa lên rồi cái lưu ý mà mình muốn các bạn để ý ở đây là gì thứ nhất đó, là hai mẹo mà các bạn mà mình mà mình nghĩ là các bạn nên nhớ thứ nhất nếu các bạn muốn cho nó tự nhiên thì bóp ít thôi bóp ít thôi các bạn muốn tự nhiên thì bóp ít thôi đặc biệt là các bạn bóp hai vùng má này lên chẳng hạn như vậy nếu như các bạn bóp nhiều quá đó thì con người nó có một cái tỷ lệ và thông thường nếu như các bạn phá các bạn bóp nhiều quá đó thì các bạn sẽ cảm giác là cái cái tỷ lệ trên khuôn mặt tự nhiên nó kỳ kỳ nó sẽ dị dị kiểu như thế thì nếu như các bạn muốn tự nhiên thì bóp ít thôi chắc chắn là bóp ít thôi cái thứ hai là các bạn muốn bóp cho nó đều thì hãy để cái size cái plus size này nó nó gần như vừa bằng với cái phần mà các bạn muốn bóp ví dụ như là ở cái phần um, phần nào nhỉ cái phần bắp tay ở dưới này đi ha nếu như các bạn để cái plus nó nhỏ quá như thế này và các bạn cứ bóp dần 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 đó thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bị lồi lõm lồi lõm lồi lõm nó xấu ha và các bạn sẽ phải cần chôn z vài cái để cho nó bách lại và mẹo của mình là hãy sử dụng cái brush to gần bằng cái khu vực mà các bạn muốn bóp vào ha ví dụ như là ở cái phần bóp tay này đi thì mình sẽ để cái brush lớn lớn một chút kiểu 600 kiểu thế và mình sẽ đưa lên thì các bạn sẽ thấy là cái hành trình của mình nó rất là ngắn và nó ít thôi nha mình nhớ mình mình nói là nó ít thôi vừa vừa thôi <laughs> dựa phần bắp tay này mình cần phải đó đưa nhẹ thế này thôi đưa nhẹ thế này thôi đó ít thôi ít thôi nó sẽ đẹp ha. ít thôi nó sẽ tự nhiên rồi sau khi xong rồi thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái nút preview này ha chúng ta có thể tắt bật này để các bạn sẽ thấy là ừ chúng ta đã căn chỉnh gì ở trong hình đó rồi ví dụ như là ở đây các bạn muốn chỉnh lại cái nón này cho nó nhô thấp xuống một chút chẳng hạn như vậy hoặc là chỉnh tóc tai làm sao đấy cho nó gọn gọn đừng có bị xù quá chẳng hạn như thế thì các bạn thể làm ở đây rồi cái thứ mẹo thứ ba nữa À, để mình lưu ý với các bạn đó là các bạn để ý có nhiều người hay bóp mà kiểu đứng ở bên cạnh lan can xong cái bóp làm sao đó mà cái lan can nó bị cong theo luôn <laughs> thì cái đó là cái hiệu ứng khi mà các bạn làm ở trên uh, ở trên 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 cái app bởi vì cái app thì nó sẽ không có hỗ trợ các bạn cái đó nhưng mà đối với photoshop thì có nhé photoshop thì nó sẽ hỗ trợ các bạn bóp làm sao để chúng ta không có bị uh, cong cái lan can ha ví dụ như là mình sử dụng cái hình này đi À, với cái hình này thì mình đã có cái file jpeg rồi mình sẽ mở cái hình mà có cái lan kẹt đây ví dụ như là cái hình này mình sẽ mở với photoshop bóp làm sao để không bị cong lan kẹt <laughs> mình mình sẽ mở bức hình này ha và chúng ta cũng sử dụng liquify thôi vào filter và chọn là liquify ở đây á ở trong chức năng liquify nó có một cái chức năng gọi là fence để bảo vệ ha à, đó là resist mask tool ở đây các bạn sẽ thấy cái nút resist mask tool này đó Uh, phím tắt là phím F ha các bạn click vô và các bạn sẽ bôi vào khu vực các bạn không muốn nó bị ảnh hưởng ví dụ như ở đây là cái lan can đó thì các bạn sẽ bôi vào khu vực lan can này chẳng hạn vậy uh, khu vực uh, lan can ở dưới này chẳng hạn mình sẽ muốn bóp ở phần tay kiểu như thế đó đừng có để nó dính vô lan can cái gì cái phần khu vực màu đỏ này nó chạm vô là khu vực đó nó sẽ không bị cong thì các bạn kéo nha các bạn có thể zoom vào một chút cũng được đó view như thế này rồi bây giờ mình có thể sử dụng cái này để chúng ta bóp thoải mái và nó sẽ không có bị ảnh hưởng tới cái phần lan can Đó, các bạn thấy không phần lan can không dính vào ha còn nếu như nếu như mà các bạn không có sử dụng cái phần lan can đây mình có thể sử dụng cái uh, eraser này để mình uh, để để mình xóa bớt cái phần lan can mà mình không có bảo vệ bên này chẳng hạn vậy mình có thể co bóp ở đây đó khi mình bóp ở đây này các bạn sẽ thấy cái phần lan can của mình nó bị cong đó thành ra là cái lưu ý thứ ba của mình là cái gì hãy nhớ sử dụng công cụ resize mask tool có nghĩa là bóp làm sao thì bóp đừng để bị cong những cái vật ở bên cạnh <laughs> nhìn nó <laughs> nhìn nó thành trò đùa của giới cư dân mạng cho nên là nhớ lưu ý cho mình ba cái lưu ý khi chúng ta sử dụng liquify nhé à, đầu tiên là muốn tự nhiên thì bóp ít thôi thứ hai là chúng ta hãy sử dụng cái size brush nó to bằng với khu vực mà chúng ta muốn bóp tránh cái việc ta làm cái brush nhỏ quá ha và thứ ba bóp làm gì thì bóp nhưng mà đừng có để bị cong lên ke cong tường cong vật thể ở bên cạnh ha xấu đó thì đó là một số cái nó đơn giản ở cái bước là chúng ta có thể sử dụng để retouch bức hình được sau khi retouch rồi các bạn có thể vào file save save as bình thường giống như là lưu hình ở trong pen vậy đó không khác gì cả rồi, cái phần thứ hai ở trong bài hôm nay đó là chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái cuốn photobook nha. Photobook thì nó sẽ khá là nó hơi Đối với làm photobook thì các bạn sẽ làm như sau Nó hơi dính dáng phần thiết kế một chút Chúng ta sẽ cần có một bộ hình ha Bộ hình thì uh, các bạn có thể chọn bất kỳ bộ hình nào Ví dụ như là bộ hình của crush các bạn chạy như thế Để cua crush thì chúng ta làm một cái photobook Chúng ta in ra tặng crush kiểu vậy Ở trong đấy lâu lâu có một vài dòng ghi chú gửi tặng kiểu thế Đấy, đó thì bây giờ mình sẽ sử dụng một bộ ảnh của bạn kiên kk hai bạn kiên kk cũng share cái này ở trên website của bạn ấy share free thôi và ai dùng thì dùng miễn là đừng có buôn bán gì cái bức hình này là được rồi đó thì ở đây mình sẽ sử dụng bộ ảnh này các bạn có thể sử dụng bộ ảnh của cross cũng được ha mình thì mình có vợ rồi đây không phải crush mình đơn đơn giản đây là cái bức hình mình demo các bạn thôi nói thế để đỡ tí về nhà không nghe chửi cái tự nhiên nó... <laughs> rồi ok đầu tiên thì các bạn sẽ phải tạo một cái à, mới một một cái document mới trên này một cái à, phạm vi mà chúng ta sẽ thiết kế ở trên này ha. đầu tiên là chúng ta sẽ phải kích thước xem về kích thước các bạn có thể vào file chọn new rồi ở trong này các bạn sẽ xét cho mình kích thước như sau à, các bạn muốn in với kích thước như thế nào à, ví dụ như là cái photobook của mình thông thường mình hay gặp là 25 x 25 20 x 20 hoặc là 30 x 30 thì ở đây mình có thể sử dụng công cụ là 20 x 20 đi 20 x 20 ha rồi kích thước là cm rồi resolution là 300 20 x 20 rồi tuy nhiên tuy nhiên chúng ta sẽ rèn trang là chúng ta rèn trang đôi chứ chúng ta không có rèn trang chung ha chúng ta rèn trang đôi cho nên là các bạn sẽ phải có cái width này nó sẽ là 40 40 đâu rồi 40 rồi lý do tại sao tại vì trang đôi mà chúng ta gặp đôi vào thì là 40 chia hai ra là còn 20 đúng không 20 20 đó rồi Tuy nhiên chưa hết à, nếu như đây là trang bìa nha thì các bạn sẽ phải cộng thêm khoảng 1cm nữa một hoặc uh, 2cm nữa tại vì chúng ta sẽ có cái gáy ha cái gáy của cái quần đó rồi bây giờ mình làm trang bìa trước đi ha trang bìa trang bìa ở đây thì mình sẽ để là 41 x 20 mươi tương đương với chuyện là mình để cái gáy loanh quanh khoảng cỡ 1 cm ha, 1 cm. Và đây các bạn có thể để 300. Lưu ý như này giúp mình là được rồi, 41 x 20 cm, 300 resolution ha. những cái này để mặc định thôi, 8 bit pixel trên in thôi, nó sẽ in được. Rồi, ở đây các bạn có thể sẽ phải hơi sợ một chút đúng không? Bởi vì các bạn sẽ nghĩ là ừ, với bức hình các bạn chụp bằng điện thoại thì in được không? In được, in được tin mình đi in được 20 x 20 rất là nhỏ thôi không phải lớn đâu à, những cái máy ảnh bây giờ là ngon lành hết rồi ha. rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ tạo một cái biên để chúng ta dễ hình dung là ừ chúng ta sẽ phải làm ở đâu ha các bạn sẽ bấm Ctrl R để nó hiện cái rule, rule ruler cái ruler <laughs> cái thước ở đây ha các bạn sẽ cần chôn r nếu không thấy ha và cần chôn r chữ R thì nó sẽ hiện ra như thế này để cho dễ chúng ta đang để là 20 bốn 40cm đúng không các bạn click chuột phải rule và chọn là cm để chúng ta chuyển qua hệ đo là cm ha và các bạn click vào con cái cái thước ngang này cái thước dọc chứ các bạn click vào thước và kéo ra ngoài đó thì các bạn sẽ để ở vị trí là đúng không hai mươi lý do là bởi vì chúng ta là bốn mươi mốt nãy chúng ta để bốn mươi mốt rồi thì chúng ta sẽ có hai trang ha bên này nó sẽ là trang bìa trước cái này trang bìa sau à, một bức hình của bạn các bạn có thể chọn một bức hình để chúng ta làm cái này cũng được hoặc là các bạn có thể chọn bất cứ một phong cách nào nhưng mà ở đây thì mình sẽ chọn phong cách là mình sẽ sử dụng một bức hình để chúng ta làm bìa ha thì ở đây mình sẽ chọn bức hình uh, bức hình nào cho đẹp nhỉ đây mình chọn bức hình này đi ha. Mình sẽ kéo thả bức hình này vào vị trí mà mình muốn ha. Kéo thả vào cái giao diện này thôi. Hoặc là các bạn muốn chèn một bức hình vào đây. Đó. Mình sẽ tạm thời tắt cái này đi. Cái này đừng ghi vào thầy nhé. Rồi ở đây các bạn sẽ chèn nó vào vị trí mà các bạn muốn ví dụ như là ở đây ha tuy nhiên nếu như bức hình của các bạn không đủ vị trí ví dụ như là hình các bạn tương đối lớn thì các bạn có thể khi các bạn chèn vô nó sẽ bấm enter là xong nhé nếu các bạn muốn tăng kích thước của bức hình này lên các bạn bấm cần chôn t hoặc là các bạn vào edit và chọn là free transform đã cần chôn t này click cái và chúng ta kéo tăng lên nếu như nó bị co rẽ như này thì các bạn nhớ để phím shift nhé đó kéo tăng lên và các bạn đưa ra chỗ mà các bạn muốn ha Ví dụ tăng hẳn lên như thế này cũng được nếu như hình của các bạn lớn Tuy nhiên nếu như các bạn không muốn làm như vậy Các bạn muốn giữ kích thước nó vừa chuẩn thôi Ví dụ như thế này Đó Vừa chuẩn thôi bấm Enter nhé Thì bây giờ thì chúng ta sẽ phải mở rộng bên này ra Mình sẽ lật ngược bức hình này lại Chúng ta sẽ cần T Chọn là Flip Horizontal để chúng ta lật ngược Đó mình sẽ để như thế này Đó, Hơi ra đây một chút Đó và click đây hoặc là bấm Enter rồi phía bên này nó bị thiếu à, phía bên này nó bị tự nhiên có một khoảng trắng như này các bạn có thể chè một tấm hình khác vào đây cũng được à, có thể là bìa trước là một hình bìa sau là một hình hoặc là một cái mẹo cho các bạn ha à, các bạn sẽ à, chuyển cái layer này ở bên này này ở trên photoshop nó sẽ hoạt động theo cái phương thức là layer layer này để lên layer dưới à, layer trên để lên layer dưới và cứ nhiều layer thì nó hiện ra một cái tấm hình của chúng ta thì tí nữa các bạn sẽ thấy nó nó, nó... Đó, các bạn sẽ click chuột phải vào layer này ha. Click chuột phải và chọn là Rasterize right layer. Rồi, nó sẽ chuyển thành layer bình thường, nói chung là thế. Thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng công cụ là Mở rectangular marquee tool để các bạn chọn cái vị cái khúc mà các bạn muốn tăng kích thước à các bạn muốn giãn kích thước ra ha. Khi các bạn chọn khu vực này rồi đó mình sẽ chọn cái bên này đi thì mình sẽ mở rộng kéo dài nó qua bên này để cho nó thành một cái bức hình nó đẹp hơn mình sẽ vào edit và chọn là content aware scale bên này ha đó và các bạn sẽ giữ và các bạn sẽ kéo ra như thế này đó chúng ta sẽ giữ phim ship để chúng ta giãn ra nhé bấm enter và chúng ta khi đang có một quy tool này các bạn có thể vào select và chọn đi select à, đâu rồi đây chọn đi select hoặc là bấm cần d ha cần d thì nó sẽ bỏ vùng chọn đi và bên này các bạn có thể chèn thêm một cái chữ hay là cái gì đó ở phía sau cái logo của các bạn chẳng hạn như vậy đó thì chúng ta sẽ có một bức hình như thế này nhé và đây sẽ là cái bức hình bìa của chúng ta ví dụ như là ở bạn này ví dụ như là bạn này mình không biết bạn tên gì nhưng mà ví dụ như là mình đặt tên mình có thể sử dụng tạo một cái layer chữ ở đây ha các bạn chọn cái uh, chữ t này là chữ này chọn phông mà các bạn muốn ha Ví dụ như là phông này thì mình có thể sử dụng một cái phông nghe cho nó cụ thể một chút Ví dụ phông này đi ha Kích thước này Màu chữ này Ví dụ mình sẽ để màu chữ là màu vàng giống như áo bạn đang mặc Màu vàng Đây rồi ok Ví dụ như là mình sẽ click vào đây cái Và mình gõ chữ hạnh Rồi Rồi bạn này tên hạnh chẳng hạn như thế rồi, ở đây thì các bạn có thể bấm cần chôn T để chúng ta mở rộng ra giống như hồi nãy mở 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 hình thôi. Đó ví dụ như là hạnh. Đó, ví dụ mình thêm một chữ nữa đó là album chẳng hạn vậy. À, uh, photobook. Đó. Và chúng ta click vào layer chữ. Đó, sao ha. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi vị trí của cái layer này. Đây. Đây là chúng ta có nhiều layer nhé. Một layer là layer background này. Đó. Màu, bây giờ màu trắng ở dưới thì không nói làm gì rồi nhé layer hình này layer chữ hạnh này và layer chữ photobook này đó và các bạn có thể sử dụng cái công cụ là move tool ở đây ha move tool để chúng ta click vào cái layer photobook chữ photobook á mình sẽ đưa qua vị trí ở đâu đó mà các bạn thích ví dụ như là ở ừ, hạnh photobook mình để vị trí này đi đó ha các bạn có thể chọn nhiều layer bằng cách đè phím ctrl để phím control các bạn chọn nhiều layer sau đó các bạn đưa di chuyển con chuột ở đâu đó các bạn cảm thấy thích ví dụ như là ờ ừ, mình cảm thấy để ở đây để ở đây ổn đó tầm tầm khoảng giữa này rồi ví dụ như là mình muốn thay đổi cái um, chữ này thành chữ trắng chẳng hạn như thế thì các bạn có thể click vào vào window chọn là property ha property và các bạn chọn cái color này sang màu trắng chạy như thế rồi à, ví dụ như là mình có thể chọn màu đen chọn màu trắng chọn bất kỳ một cái màu nào đấy các bạn cảm thấy nổi à, mình thôi ok rồi rồi à, chọn màu trắng đi ha à, photobook mình cũng sẽ đổi thành màu trắng luôn cũng mở property lên ha rồi và đây các bạn sẽ lưu lại là cần chôn Shift S để chúng ta lưu lại một cái file gọi là file JPEG ha, để chúng ta in thôi. À, các bạn đừng thắc mắc là tiếp hay là lưu định dạng gì để mà in cho đẹp. Tin mình đi, cứ để JPEG, cứ để JPEG và in ra là đẹp nhất. Nó dễ. rồi Mình có thể tạo ra một lay, một folder mới ví dụ như là album hạnh chẳng hạn vậy. Đó, rồi cái mày, cái này mình sẽ đặt tên là bìa. Đó rồi bìa, rồi bấm Save JPEG một cái ha và để cho nó an toàn các bạn sẽ để cái này ví dụ như là mặc định nó sẽ để cái mức độ quality chất lượng bức hình đó nó ở mức 7 thì các bạn tăng lên thành mức 12 giúp mình và bấm ok ha ok nó sẽ lưu cái bức hình này lại file jpeg đây mình có thể mở mở rộng lại cho các bạn coi đây album hai, đó thì chúng ta sẽ có một bức hình album bìa như thế này rồi ha sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, làm cái trang con trang bìa này thì các bạn có thể lưu lại một file PSD để các bạn lưu các bạn muốn chỉnh về sau chẳng hạn vậy thì các bạn lưu một cái file Photoshop một cái file Photoshop của trang bìa đây mình cũng để đó chúng ta để chọn định dạng là Photoshop nhé ta chọn save thôi rồi xong sau khi xong rồi mình có thể xóa đi và mình tạo một cái file mới vào file chọn new và ở đây chúng ta làm là 40 x 20 kích thước vừa chuẩn ở dưới này chúng ta cũng để tương tự thôi 40 20 vẫn là 300 Và create Mình cũng tạo một cái ở giữa như thế này Đó ở ngay cái mức 20cm Nó sẽ tự ghim lại ha Rồi ở đây chúng ta sẽ làm cái um, Dàn trang Dàn trang có rất là nhiều cách để các bạn dàn trang uh, Và rất là nhiều layout nữa Các bạn có thể lên google Các bạn search là uh, image Vào image google nhé Và các bạn chọn là layout photobook đó layout photobook thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất rất nhiều kiểu để ông ta làm như thế này đó rất nhiều kiểu ví dụ như là ừ bây giờ các bạn sẽ chọn cái nào à, các bạn sẽ các bạn sẽ muốn hình của các bạn nó sẽ như thế nào thì các bạn thích chọn như thế ví dụ như là ừ, ở đây mình sẽ làm một hình là đây mình bắt trước theo cái này chẳng hạn như vậy à, hoặc là như này đi ha một bên là một tấm hình full và một bên là bốn tấm hình à, vuông à, như thế này đó thì mình sẽ làm như sau rồi, ở đây đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái um, shape ha. Chúng ta sẽ đây ngay cái hình tròn hay là hình tạo hình này. Các bạn sẽ chọn công cụ là rectangular giúp mình nhé. Ở phần phía trên này fill các bạn chọn màu đen giúp mình cho nó dễ nhìn. Drop các bạn để là trống ha. Stroke để là trống. Xong, ở đây chọn là Shape. Rồi bây giờ các bạn sẽ à, gọi là định hình cái vị trí của bức hình của các bạn muốn trước sau đó thì các bạn sẽ đưa cái hình vào vị trí đó sau để cho dễ thì mình sẽ làm cái bức hình layout này theo cái hồi nãy nhé một bên là mình sẽ để full hoặc là các bạn để chừa trên chừa dưới đây ví dụ như là mình sẽ để như thế này đó mình sẽ để sát luôn và cân bằng sao cho nó vừa bằng như thế này đó mình cảm thấy như thế này là ok rồi tiếp theo mình sẽ làm bốn cái bốn uh, cái hình vuông ở bên này bốn hình vuông để mà bốn cái hình tròn nhỏ ở trong đó để vẽ hình vuông thì các bạn sẽ click sau đó các bạn giữ phím shift đó thì chúng ta sẽ có một cái hình vuông kiểu như thế này đó rồi sao tương tự như thế thì như hồi nãy mình nói đó ở trong Photoshop nó quản lý theo cái cách là chúng ta có nhiều layer ở bên này chúng ta một layer của hình ngang rồi này, này. Hình lớn ngang bên trái Và chúng ta có một layer này rồi Và bây giờ mình muốn tạo những cái um, hình vuông này cho nó nhanh Thì các bạn chỉ cần nhân đôi cái layer này lên thôi Nhân đôi bằng cách các bạn sẽ bấm Ctrl J Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K đó Để chúng ta nhân lên 1, 2, 3 Là chúng ta có bốn cái layer hình vuông này nha Nó nằm chồng lên nhau nên các bạn không thấy Thì các bạn sẽ sử dụng cái Move Tool này à, Đầu tiên là cái thứ nhất nhé Các bạn đưa sang bên này đó ví dụ như là ở này đi rồi cái thứ hai này các bạn có thể kéo đưa nó qua đây rồi cái thứ ba cuối cùng nó nằm vẫn nằm đè như này nè các bạn đưa nó qua đây rồi đó thì các bạn sẽ có cái layout như thế này dễ đúng không khá là dễ thôi à, ví dụ như là các bạn muốn một cái layout khác thì các bạn có thể tham khảo ở những cái photobook ở trên mạng kiểu như thế thì một cái lưu ý nhỏ cho mình nếu như cái dạng photobook thì tùy theo photobook nữa có cái photobook nó sẽ hỗ trợ các bạn mở phẳng luôn à, có nghĩa là nó khi các bạn mở ra nó sẽ trượt nó sẽ kéo dài từ trái qua phải luôn nó không có cái cắt ở giữa nhưng mà có những cái dạng photobook kiểu tạp chí đó thì nó sẽ có cái vết hẳn ở giữa thì mở ra nó sẽ không mở hoàn toàn như thế này nó sẽ không mở hoàn toàn được. Cho nên là nếu tùy cái uh, dạng y như thế nào thì các bạn tùy chỉnh cái layout của mình cho nó như vậy nhé. Các bạn có thể nếu như mở phẳng thì các bạn có thể làm nguyên một tấm hình từ dài từ trái sang phải, full hết hai tờ cũng được. Còn nếu như là mở kiểu tạp chí thì hãy hạn chế, hạn chế vào giữa nha. Rồi. Sau khi các bạn có uh, những cái uh, layout này xong rồi thì công việc của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đưa hình vào nha. Ví dụ như là cái hình à, đầu tiên là hình bên trái đi, thì mình sẽ chọn một hình ở trong album. Đây, ví dụ như là mình chọn ở trong album, à, đây có phải JPEG rồi. Mình sẽ chọn một hình để mình bỏ vào đấy. Ví dụ như là mình chọn hình này đi, ha. Chúng ta cũng kéo thả vào đây thôi. Đó, nó sẽ đưa vào thế này. Các bạn sẽ bấm Enter trước thì Enter. Các bạn có thể thay đổi, có thể tăng giảm vị trí cũng được, ha. Nhưng mà làm như sau này các bạn sẽ để ý cái layer của chúng ta cái layer hình á nó sẽ nằm ngay trên cái layer định định vị của chúng ta mình sẽ tạm gọi là layer định vị nhá layer layout nằm ngay trên luôn nha các bạn sẽ click chuột phải và chọn là create clipping mask ha create clipping mask để cái bức hình của chúng ta cái bức hình đó các bạn sẽ thấy có cái nút trỏ xuống như thế này này có nghĩa là cái layer hình của các bạn bây giờ á, nó sẽ bị nó sẽ hiển thị ở cái chỗ nào layer ở dưới có có nghĩa là bây giờ cái cái khung này chúng ta hiện ra thì nó hiện ra các bạn thể bật tắt như thế này nhé hoặc là các bạn thay đổi vị trí như thế nào đó thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo ha rồi thì sau khi các bạn đưa vào rồi thì ở đây các bạn có thể thay đổi này các bạn có thể bấm cần chôn t đó thì nó sẽ hiện ra và các bạn có thể thay đổi cái kích thước sao cho nó ok đó ví dụ như mình để như thế này chẳng hạn vậy nhớ hạn chế cắt cắt đầu kiểu như thế nhé dụ đây hơi cắt chân một chút cũng hơi cắt tay một chút cũng được sau khi xong chúng ta enter xong đó chúng ta có một bức hình đầu tiên ở bên này rồi đó tiếp tục những bức hình tiếp theo đó kiểu như thế bức hình tiếp theo nhá mình cũng sẽ chọn bức hình này à, cái à, định vị ở bên này nhá ở trên cùng bên trái mình sẽ chọn bức hình này chúng ta kéo vô đó enter cứ enter đi làm clipping mask trước đi rồi di chuyển sau nhớ nha ví dụ như là ở nó, nó, nếu như nó nằm ở trên cùng hoặc là nằm ở vị trí nào đó thì các bạn nhớ là ừ cái 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 định vị của chúng ta nó nằm ở đâu ví dụ đây là rectangle ở đây ví dụ như là cái số 1 đi thì các bạn sẽ phải để nó nằm ngay trên cái số 1 nhé ngay trên cái số 1 và các bạn click chuột phải và chọn là create clipping mask đó sau đó cần chôn t hoặc là vào edit chọn free transform để chúng ta thay đổi cái kích thước nhớ giữ phím shift và đừng để nó bị uh, móp méo gì nhá rồi enter đó tiếp tục với những cái hình tiếp theo ở đây mình có thể thêm nhiều hình cùng lúc cũng được này ví dụ mình chọn hình này hình, hình 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 này và hình này đi đó mình chọn để phím ctrl chọn nhiều hình và chúng ta cứ thế kéo thả vào đây thôi và mình enter này bức hình thứ hai nó sẽ vô enter này bức hình thứ ba nó sẽ vô đó enter rồi bây giờ bức hình này thì mình nằm ở trên cùng nhá để cho nó nằm vào cái ô này nè. Rồi bức hình tiếp theo, bức hình lớn này, mình sẽ để cho nó nằm theo cái ô này. Đó, nó bị che rồi. Rồi, thì bây giờ chúng ta cứ click chuột phải và chọn là create clipping mask. Kể cả ba tấm này luôn. Create clipping mask và create clipping mask kiểu thế ha. Rồi bức hình này, chúng ta sẽ sử dụng tool để chúng ta tìm coi nó nằm đây, 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 đây nó nằm đây. Đó, các bạn có thể bấm ctrl t, ctrl t để chúng ta thay đổi cái kích thước sao cho các bạn cảm thấy nó ok yêu mình để như thế này enter rồi bức hình này cần t này đó nó đang ở đây mình sẽ thu nhỏ lại đó và để đây enter rồi bức hình uh, bức hình tiếp theo chúng ta ở đâu nhỉ đây rồi đây nó đây cần t đây nó nằm ở đây thành ra nó không hiển thị các bạn để ý không cái 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 khu vực mà cái layer gốc của chúng ta để nó bị ảnh hưởng và nó nằm ở đây và hình nó lệch một bên thì nó không hiển thị ra Chúng ta sẽ cần Ctrl T để chúng ta biết nó nằm ở đâu nhé Rồi Ctrl T này Thu nhỏ vị trí lại Thu nhỏ cái kích thước lại Và chúng ta Enter Rồi sau khi xong rồi các bạn có thể lưu lại với định dạng JPEG Đó chúng ta cũng để là JPEG ở trong này luôn ví dụ trang 1 Trang 1 và 2 Bởi vì đây là trang liền mà trang 1 và 2 Save Dạng JPEG quality nhé để 12 nhé và chúng ta bấm ok sau khi xong rồi thì các bạn có thể lưu file PSD một cái luôn để lỡ mà có cần chỉnh sửa gì thì chúng ta có thể chỉnh sửa được đó và chúng ta bấm save đó tức là bấm chúng ta lưu hai lần một lần là lưu định dạng là Photoshop để chúng ta có thể chỉnh sửa lại được và một lần là lưu dạng a à, JPEG để chúng ta gửi in nhé thì chúng ta sẽ có hai file đó thì đơn giản thế này thôi đây là file bìa chúng ta này đây là file à, đó thì chúng ta sẽ có file này và cứ như vậy cho tới khi hết luôn ví dụ như các bạn cảm thấy bí layout quá thì các bạn có thể lên Google đó các bạn search luôn kiểu như thế này đó và ở những khu vực trống các bạn có thể điền chữ vào cũng được nữa cũng sử dụng cái chữ này thôi cũng sự đổi phong đổi gì, y chang trong Word thôi đó thì nó sẽ có. Đó, thì nó đơn giản là một số cách để các bạn có thể quản lý layer của mình. Rồi thì đó là toàn bộ video. Các bạn cảm thấy như thế nào? Cũng dễ đúng không? Thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái ở mức độ khó hơn ha. Đó là chúng ta sẽ cắt ghép cái hình chân dung và chúng ta cho đi du lịch gọi là đi du lịch tứ phương mà không cần bước ra khỏi nhà. Thì đó là cắt ghép ha, kỹ năng cắt ghép ở trong Photoshop. Và đó là toàn bộ video Nếu các bạn thích hãy comment phía dưới Và nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình Hãy nhấn nút like, nút subscribe Và nhấn nút chuông nhỏ cái nút sub Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai nhé Và ở dưới này mình có rất là nhiều video khác Hãy click vô để tham khảo thêm Chúng à, ta sẽ tự mò hơn ha Để tự học Photoshop Và chúng ta có thể uh, tăng cái khả năng Photoshop của bạn hơn Bye bye các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào video sau